mày 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 có thích giả ngơ gì thì thôi. Tao cho mày vào viện cho mày hiểu luôn này. Mày có tin tao cho mày xịt khói ngu ra để cho mày hiểu luôn vấn đề không? Mày ô mày đuổi đi đuổi rồi mày đuổi đi 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 đuổi không mày đi làm thêm làm gì á, được chưa? Không làm gì nick cút man này. Anh có cái cáp lợ này, thằng này rất tốt lắm, được chưa? Đến nhà hắn trả tiền luôn. Anh thấy mày khó khăn nên cho mày hết luôn. À, ý là anh bảo em đi đòi lợ lợ hộ anh á. Ừ. Sao là được bao nhiêu của em tất gì? Đúng rồi. Như thế lợ anh bao tiền? Một lợ 50 triệu. 50 triệu? Ừ. Nhưng mà sao anh không đòi? Nhưng mà cái thằng này nhá, bây giờ anh bán xin mình có tiền rồi. Anh đi doanh có tiền rồi. Nhưng mà nó nhắc chết đúng không? Thằng nhắc chết đến nhà giả tiền luôn. À đấy là giả luôn đi. Giả luôn. Thế thì làm được không? Bây giờ nhá, thì anh gửi cho cái vị trí thằng Tiến. À, Tiến à? Tiến à? Ờ Tiến. Yeah. Nhưng mà đến cứ bảo em anh là lấy được tiền nói gì? Lấy luôn, đưa luôn. Nó, nó đưa luôn nó đi. Hiện giả mà. À nó hiện nó đi. Ừ. Ôi dê, đơn giản thôi, mẹ thế đơn giản thôi nhưng mà. Ờ chứ phải thế chứ không em cũng là con lợ. Mày yên tâm luôn, anh kính mát của anh nó uy tín rồi nghe. Thật không? Thế gửi luôn định vị đi em đi luôn. Gửi đi đi. Nát thì gửi cho anh đang đi có việc. Đi đi anh em về đồ luôn. Anh gửi đi luôn đi. Ok. Em phải nhà này không? Vì ở đây định vị đúng rồi mà nhỉ. Giờ đến đây chỉ có nhà thằng này không? Cho nó cho nó. Định vị ở đây, định vị chỉ đến đây sao? Thế thôi chỉ cái nhà này chỉ cái chủ con lợ nhà to này á. Nó cứ vào hỏi sao. Nhà to thế này mà bảo lợ anh khoa nghe nó vô lý luôn. Hay nhầm nhà nhỉ, mà xung quanh nhầm đéo nhà, nhà kia mình đéo. Đây không phải nhà. Đây cái bếp thôi. Cứ vào thử đi rồi. Nói chung là nếu là trường hợp xấu nhất thì cứ chạy được thử sách đúng chưa? Thấy không? Còn đầu tiên đòi là mình cứ phải hùng hổ lên không? Dạ đấy mẹ, mình đã vào vai chủ lợ. Thôi. Chủ lợ là phải cứng rồi chứ, không được tỏ ra mềm thì con lợ nó mới giả tiền rồi chứ. Bây giờ như là mọi lần anh em tòm thứ tao bảo mọi lần anh em tòm mõm trên mạng quen rồi, giờ tự nhiên một hôm mẹ mõm ngoài đời này không biết gì có trường hợp sống đấy. À chỗ này thuốc tăng độ ngầu gì á, ngậm thôi không phải hút gì đâu. Có thằng nào nhà không nhỉ? Chủ nhà thằng nào đây ạ? Toàn nó cũng xăm đi rồi. À cái thằng xăm trả góp này, xăm ít này, sợ gì là mày chủ nhà. Vâng ạ. Thế này về khách đến nhà mày không biết không có trà không phải có thuốc đúng không? Thế rồi hai anh vào uống nước có đi. Rồi tao này tao mày là chủ nhà gì? Vâng. Tao này có đến là có công việc với bố mẹ mày không nhà không? Nhà em không có ai nhà. Không ai nhà. Vâng. Rồi vào xem nhà có vợ không này nhà. Nhà đẹp thế nhỉ? Vào. Làm tí vào quả. Có gì đừng nói chuyện đấy. À thế khả năng ơi. Đây. Khả năng anh Khoa là anh cũng bảo sẵn nói sao anh nói. Để sẵn quá thôi nói chung biết điều thế tốt thì được. Thôi rồi mày hãy ngồi tự nhiên ở nhà nhé, còn cứ tự nhiên đi. Thế về hai thằng thôi nói chung là anh nhìn nhà cửa các thứ con sang cái gã nhỉ. Thế cho anh hỏi chú làm nghề gì nhỉ? Em làm xăm nhỉ. Xăm? Vâng xăm. Tưởng là người xăm nhà nắm tiền lắm thì sao mày có thể như thế nhỉ? Ê, làm sao ạ? Vâng, để cho mày anh vào tham quan. À, xăm tại nhà luôn à? Vâng, vâng. Ô, chú đi xăm tao vào ngay, bên đây ngay. Đâu, sao? Ai xảy, ngồi ngay cái nhà to kiểu rộng nhỉ? Ừ. Cái gì thích? Cái gì trong xăm này ạ? Đâu? Ai xảy? Được đấy. Em mời hai anh ngồi. À, thế con này nó là con gì nó nhìn nó chả nhớ con này con gì nhỉ? Cá là anh. À cá à? Cá. Quên lâu ngày không nhìn thấy cá, quên mất tên con cá. Lâu ngày vào trong nhà nên là chả biết vi sinh vật và vi khuẩn hay con vật gì, xúc vật gì bên ngoài ấy. Rồi. Anh cũng không thích dài dòng mày nữa thì chú. Không, không, từ từ. Cứ từ từ không? Hả? Đè một tí nữa cho sợ đã, hiểu không? Tao làm được việc muốn. Ừ. Tao thấy hiện tại xung quanh phòng này cũng có nhiều đồ giá trị phết đấy. Ừ. Được. Chỗ này thì nói chung là đơn giản thôi nhỉ. Ừ. Mà tại sao lại có thể ôm của ông Hoa như thế nhỉ? Ừ. Thôi mày tao xong luôn. Thì bây giờ ấy mày nằm đây tao bảo. Nằm đây. Ngồi đây. Thì tao học xăm được 2 ngày thì tao chưa có khách nào nó chịu cho tao xăm thử. Thì mày làm thợ xăm không?
thì mày có tình nguyện để tao xong vẽ thử một tí mày để tao thử tay nghề không? Ừ, cái em chịu anh ạ. Ô, chịu à? Thôi thôi, không đồng ý thôi. Thôi thôi, tao nói chung là tao nhà mày nói chung là trong nhà này còn thằng nào nữa? Hỏi thật, có mình em này. À, mày ở đây, mày ở đây, chắc chắn chưa? Thế được. Để anh nói mày nghe này, hôm nay anh đến đây ấy. Thì chắc mày cũng biết là anh đến vì việc gì rồi đúng không? Tại sao mày nhà to cửa rộng mà mày làm nghề sắp này lắm tiền như thế mà mày lại đối xử như thế với anh ta? Hả? Ừ. Cái việc chốt lại là tiền lắm như nào? Anh của anh lại. Mày cứ hỏi mày vì gì có lợ có trả. Có gì cơ? Ui. Cái gì nhỉ? Thằng này mà sao nó dị thế nhỉ? Đúng mà. Thằng này nó bên tato cái gì nó chơi dị nhỉ? Ừ. Cái tắc kè như thế nhỉ? Còn nói chung là anh nói mày này, anh bản thân anh cũng là một con nợ mày nhá. Nên là anh biết cái cảm giác của mày đi bây giờ. Như người ta rồi. Có lợ thì có trả. Mày một phát thì mày một là mày có thể là mày có gì cũng phải có lời nói với cả anh tao. Hiểu chưa? Mày để hôm nay các anh mày đi từ 30 cây số bắt cả tiền taxi lên thì mày còn im lặng đấy không được đâu. Đúng rồi, còn cứ như nào nói. Còn lãi ấy, thôi rồi, tầm này thì lãi ấy, thì anh cho. Thấy chưa? Còn anh chỉ lấy lại gốc thôi. Đấy, thì chú nghe nào nghe chứ cũng phải hiểu rồi đúng không? Chứ biết làm người ấy, đã lợ là phải trả. Đúng rồi. Đấy, còn đừng đến lúc mà các anh phải mạnh tay mạnh chân thì nói chung là chú không làm việc ở đây đâu. Còn nếu mà cảm giác bảo không thích trả thì cứ nói câu thẳng luôn một câu là bảo tao không trả thì nó dễ phải chưa? Chứ mà thầy nó ngắt luôn như kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra nhỉ? Mày có thích giả vờ gì giả không? Tao cho mày vào viện cho mày hiểu luôn này. Mày có tin tao cho mày xịt khói ngu ra để cho mày hiểu luôn vấn đề không? Hả? Này, mày đang sai với cả tao, mày sai cả anh tao mà mày ngồi kiểu ngu ngông đấy. Hả? Hạ cái chân xuống. Đừng tưởng chủ nhà mà thằng này sợ nhá. Chứ chỉ có nợ thôi hiểu không? Chốt lại nhá. Để tiền của anh Khoa ra bên nhỉ? Khoa là thằng nào? Ô thằng này Khoa ấy, không chứ thằng nào nữa. Cái thằng này nó lại giống tao mày rồi. À, thằng nào lợ tiền anh em mình thì anh em mình ấy, mình nhớ. Còn mình nợ thằng tiền mình ít khi nhớ. Đúng rồi, thằng này con quên mẹ tên chủ lợ. À, thế này. Ô. Cái kiểu của mày là mày lợ ai là mày quên luôn, nhớ đến luôn đúng không? Tao biết bạn luôn này. Mày hiện tại đang cầm của anh Hồ Văn Khoa. Tức Khoa Bóc. Ừ, 50 củ, không giả đâu, nhà cao của rộng này mình không giả đâu. Hả? Mà khách sang nhiều như này mà mày không có nổi 5 triệu thì giả mày để anh tao phải sai hai tao đây. Mà anh tao đã ra lệnh là bọn tao phải đi. Chứ tao thực sự tao không muốn đi đâu vì tao cũng là con lợ giống như mày thôi. Nói chung ấy, hôm nay tao đến đây không đòi được tiền tao không về đâu. Đấy chứ không ạ? Nhà tiền anh Khoa nha. Tiền anh Khoa tao thế nào? Hồng Văn Khoa là thằng nào? Mẹ sao thằng này tự nhiên giờ nó cứ hỏi Hồng Văn Khoa là chốt lại nó chỉ hỏi mày có giả tiền không? Hồ Văn Khoa! Hoàn toàn. Hả? Đi. Có khi nhầm nhận từ. Thế mày lại cho tao hỏi này, mày có phải là thằng Tiến không? Tao Nam. Nam á? Nam á? Không phải Tiến à? Nam Sam. Nam Sam mày. Thế nhà này có thằng tên Tiến không? Không có thằng nào cả. Ôi dạ. Ôi tứ nhầm nhà. Mày chúng mày. Ôi mày chúng mày đến đây xong rồi chúng mày. Không. Dọn tao à? Đâu em khỏi đâu anh. Em khỏi đâu. Chắc em nhầm lẫn, có sự nhầm lẫn thì đây thôi chứ không. Cực không, không có gì cả anh ạ. Em tưởng đây nhà Tiến thì thấy anh của em bảo đến nhà thì Tiến thì trời đúng định vị đều rồi, định vị chuẩn rồi anh. Tiến nào? Thì đây bảo Tiến biết đâu, em chỉ biết Tiến nào cầm 50 triệu của anh muốn khoai, em biết Tiến nào đâu. Em thấy tưởng nhầm nhà anh hay tưởng nhà anh ngoan với Tiến đâu. Không có. Em cố nhớ lại xem bố anh phải tên Tiến không chứ. Mày ôi mày ơi. Ôi Tiến rồi. Ôi nhanh du lắm rồi. Ui giời, cái trận đấy. Ui giời, đây. Ui giời, ở đây. Ui sao thế léo hơn nữa. Sao sợ chế nhỉ? Mày sao không ngờ lần đầu đuổi lợn lại đuổi anh lợn nhầm nhà này. Không, tao tay. Mày còn chạy kịp ấy không nhỉ? Ta sướng nhau hay là hù mát này nó bị mình mù màu nhỉ? Có khi nào rồi quanh đây nhà thằng khác không nhỉ? Hay nhà thằng anh? Nhà này nó to hơn như vải không nhỉ? Ít ở trong kia mà anh gửi cái vị ở trong kia mà chứ không phải ngoài này đâu. Biến rồi.
đến nào ấy, nó nhầm đi ra nó chém cho bỏ mẹ rồi chứ chốt lại bây giờ về gặp anh Khoa rồi hỏi tiếp chưa. Bây giờ chỉ có anh Khoa mới làm sáng tỏ được cái biết như nhà nào mai bảo anh Khoa đi cùng mình. Cái bây giờ mày tí là mình mất mạng nhỉ. Mày đã không được 50 triệu rồi tí mất mạng đúng mày. Từ ngày xưa anh em mình cái môn chạy marathon anh em nhiều chứ chạy quen chạy lọ quen rồi nên là mới chạy được chứ không rồi. Từ về đi nhanh không nó nhỡ đuổi ra thì mình phải chết nữa.